Linh xin chào cô chú và các anh chị em. Linh xin chào các cô chú và anh chị em. Hôm nay làm cái món cá tư tượng chiên xù. Cá tư tượng chiên xù. Bây giờ Linh xin mời các bạn cùng ăn với Linh nha. Linh xin mời các cô chú và các bạn cùng ăn với Linh nha. Ngon không? Nước mắm quá trời nhiều. Nhức nách luôn. Mắm nhức nách luôn. Nhức nách con không? Lấy giùm nè. Ăn chén nè. Con ăn hết nổi. Con bây giờ ăn hết nổi đó. Cứ ăn con. Thở hả? Thở gì vậy? Gung hả? Gung gì gung. Thở lấy sức ăn cho nhiều. Nụ đã quá. Gió. Cá chi xù. Lần đầu tiên mấy con cá bự vậy á. 4 kg các bạn. Bữa nay ăn cờ đá bữa hả? Gói này ăn sướng à. Linh mời các bạn cùng ăn với Linh nha. Đã không? Ngon. Mời các bạn. Con rồi bằng. Không giòn. Cái gà dãy nó giòn không? Dãy nó giòn. Nấm là đặc không? Kẹo kẹo nó ngon. Nấm kẹo nó ngon. Cái da không nhận cá nó bự. Chiên nó ngon. Hả con 4 kg. Sướng không? Ngon quá bạn ơi. Ngon. Ăn cái vậy nó giòn lắm á. Ăn vậy hả? Ngon, cả nải trắng nó giòn ngon. Ồ vậy đã hả? Quá sướng luôn. Ủa vậy? Nhúng chấm một cái ăn giòn thấu luôn á. Không rõ. To á. Ngon quá. Nó giòn. Nó dễ nó giòn thấu. Cá bự này chiên ăn mới ngon không? Cá nhỏ chiên ăn không đã. Ừ.
bỏ miếng bún lên nè. Gì nè, nhấp vô miếng cá nè. Cá này em ăn hết không? Cá này em ăn hết nổi không? Ăn hết thì sao? Ăn hết chứ sao? Thua gì? Thua gì? Thua gì là thua cái gì? Bây giờ mấy gói vậy? Cái da ăn giòn ngon ha. Ừ. Hấu à. Thành phán thật sự không biết quay gì luôn. Thành phán thật sự không biết quay gì luôn. Còn phải gói không? Ừ. Ừ. Nóc. Đường hết rồi. Ừ. Ừ. Đi, không giờ hết, hết chờ đợi hả? Hồi sáng là sợ lên không biết quay cái gì luôn. Tính đi mua ba cái con gì, con sò huyết á, nhưng mà sò huyết còn nhỏ nhỏ không, không có bự. Ra mua sò huyết mà con nhỏ nhỏ không. Giờ em nhắc nó kêu mua tay cá tay tượng. Này ăn ngon rồi các bạn, lùm thái ăn này. Với cái gì? Hả? Cái gì? Cái cọng của cái cải. Ừ, cái đó hả? Cái đó gì nữa? Ngọt. Ngọt. Là cái đó ăn thì ngon. Ok. Cái đó ăn chị bình không lắp nữa mà. Phải không? À, không tắp tay, đổ mồ hôi, tay tay được. Mà cải xà lách nó tốt hơn. Cái đó gì? Cái cải xà lách á. Xà lách nó tốt hơn phải không? Hồi trước mình quay Việt Nam là ăn con cá gì? Cá phi bự nha. Mà không bự bằng cái này hả? Hai con này 4 kg. Còn đó quay Việt Nam nắng. Nắng chói vô mặt các bạn. Nắng hả? Xem cuốn cá có chút mà nó ra to quá trời luôn, bự. Tại em bớt không chắc. Hả? Chứ không chặt hả? Ừ. Nắng vô mặt. Ừ. Cái da nó giòn, cực kỳ giòn luôn. Nắng đổ tới rồi. Ông trời ruột các bạn ơi. Ông trời ông ruột. Ăn con này tơi tái tâm hồn luôn á. Sướng à. Ừ. Cực kỳ sướng. Em biết cái gì không? Cái lá này à. Cái gì không? Ừ. Là cái nè. Cái gì là cái gì? Lá hẹ. Lá hẹ. Cái đang trị bệnh đó. Sáng mắt. Mấy người tối ăn vô sáng mắt nó sáng. Ừ. Thiệt mà. Ăn nhiều nóng quá. Thì đồng ý nó nóng. Chứ đâu có nóng đâu, nói nóng chứ thật sự là ăn nó nóng đâu mấy em. Người ta nói ăn nó thật sự nói nóng chứ thật sự đâu có nóng đâu, ăn nó tốt. Nóng. Ăn vô sáng mắt nữa.
Nó nhảy ra không gì. Cho miếng hẹ vô nè. Cái da nó giòn. Rõ quá. Da ăn đang không. Giòn đảo quá. Quá trời cái da nó bằng dày. Cá này cũng lâu năm lắm rồi đó. Ngư cũng biết bao nhiêu lâu mới được 2 kg con. Con 2 kg. Cái này cho đã rồi. Lâu lắm rồi không được ăn. Ngon gì. Tôi đừng thấy hướng nó giòn, chiên cái da nó giòn ha, ăn thịt nó ngọt, rồi có rau ớt nó cay, rau nữa nó hòa quyện nhau sướng, còn gì bằng. Nãy giờ mà mua miếng bia rượu, mua bia ăn bếp mua người 2 ron. Ngồi quên thuốc luôn. Cái này ăn này uống bia mới đặng nó ngon nha các bạn. Không không. Ăn này phải có bia kèm theo, rượu kèm theo ngon. Không có ăn cái đặc biệt lạc lạc. Nắng vô tới rồi. Hồi nãy Linh mua tới 2 kg cải đó đó các bạn. Cái này kêu cải gì? Cải dúng cái gì? Cải dúng. Cải bay dúng. Cải bay dúng nó dúng lại kêu bay bay dúng hả? Cái loại cải kia nữa mới ngon. Cái loại cải mà nó đủ tanh nó bấp bấp bung vậy nè. Cải đó trong siêu thị mới có bán. Ở ngoài không có bán. Ít có bán lắm. Vô siêu thị á, ưa bán cải đó. Nãy đi vô trỏng em lấy đồ mà quên. Ủa mà đâu dự định quay đâu. Nãy còn đòi ăn xoài nữa. Xoài chấm mắm. Tại tiền lãnh chưa được. Bữa nay sao chảy quá chảy. Tháng mấy gần 2 tháng mới có lương. Ý chảy cái gì vậy? Bên anh hết rồi. Hết gì? Hết chi leo rồi. Ủa chi leo nè. Chi leo dưới hả? Chặt quá các bạn, cái bàn nó nhỏ quá cái. Mình bỏ rau rồi anh dưới. Mới đi về vị trí. Chạy nắng. Không chờ được. Mặt trời ông gượt. Ông gọi chiếu kiến hậu vô. Wow, ăn một cuốn nè. Đã không? Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Cho miếng dưa leo vô. Trắng. Ngoài đồng, cảnh ngoài đồng cực kỳ mát luôn. Đã nuôi gói 2 miếng này cũng nó chưa ai không hai không. Bánh tráng này nó ngon hơn bánh tráng kia. Có căn nhúng nước bánh tráng kia, bánh nhúng nước cái không trong nhúng nước gói không được bể hơn. Hết nước rồi ở dưới anh á. Đi chừng hưởng nó lắm.
ớt trời, ớt quá trời ớt luôn. Anh làm ớt trời ớt không? Ớt tỏi. Tỏi hai củ. Ớt á, trăm mấy, 200 gram. Đổ ra nguyên một tô ớt luôn, tỏi ớt nguyên một tô. Làm cực kỳ đẹp luôn. Cái gì đẹp? Cảnh ngoài đồng á. Ừ. Cực kỳ đẹp. Cái này nó mới đẹp nè. Mát trời. Hỏi Linh có bẻ được bình nữa nè. À, từ giờ sao em mang được bình vô? Ừ. Giờ cắm không được bình. Mình sống thì kẹp vô luôn, khỏi thằng chấm. Lộc bình ăn là khỏi, ăn là khỏi chơi rồi. Rau mắc cá hết luôn em, lấy giùm anh miếng. Rớt. Rớt. Rớt cá. Nhập cá hả, bắt cá? Bắt cá. Rớt. Gặp cá. Xuân sâu gao. Cái này để hơi tính mày đi. Ui. Wow. Hơi bóc luôn đi. Ăn ngon lên làm nước mắm quá trời cay luôn. Chưa nghe chưa? Nó giòn. Giòn khấu rồi đã. Bữa nay đi quay đây yên tĩnh. Không có ăn không? Không có xe cắt cửa mà cuốn cũng không có. Tôi làm rồi hết không? Còn cái cơm này chưa uống. Còn cái cơm này chưa ra rồi. Anh chịu qua không? Cơm chưa chín nè. Con màu chưa chín. Nó chưa chín nào. Thôi cắn hết một lần. Cắn hết rồi lại xả. Đâu thế lên. Xuống rồi xuống. Giòn xuống. Dạ. Em thấy con nữa còn chưa? Chưa hả? Còn mấy nữa. Ừ. Ăn không bóc ăn không. Quá. Thấy giòn. Con bột bình nó ngọt. Lọc bình trôi, phân phẳng bèo trôi. Lọc bình trôi. Wow. Lật lên em. Lật lên anh, mày cầm thôi. Lật gì? Lật con cá lên,
Dít cái này ăn đi rồi hả lạc, ăn hết hả lạc. Xé tay lên rồi đi. Dứt luôn đi. Màu mè hoài cũng vậy. Ừ. Ăn dơ sống lâu. Ừ. Ừ. Này không có gói được. Đặt đây. Cầm cầm lật lại coi. Cầm cái này. Người ta ăn là ta không cho lặt đâu nữa nha. Ai đi ghe đi tàu ăn cá lặt. Mà cái này sao gì? Cá này cá họ nuôi trong nuôi ở trong không nuôi, không nuôi gì cũng vậy á. Ăn là bắt đầu mình đúng mình rồi. Tự mình gửi cái xương này nào lên rồi bắt đầu mình ăn ở dưới tiếp. Ừ. Chứ không có được lặt. Đúng rồi. Mấy người mà ăn chung với mấy người mà đi ghe đi tàu này kia lặt cá làm ta khỏ đũa đó. Ta kỹ, ta kỹ cái nghề mà. Sợ ta lặt cái ghe tàu xuồng đó. Quýnh lọt xong luôn á. Chứ lỡ đó mà lặt. Cái đó quýnh bất chợt mà nó hổ sao bị quýnh. Ừ. Ủa sao tự nhiên ông quýnh tôi. Ôi quýnh cái này ngon quá nè. Ừ. Bữa nay gió lạnh ta. Bữa nay gió lạnh nha. Gió lạnh đi các bạn ơi. Bây giờ không còn. Không còn ngay mặt luôn. Hết đường chạy không. Rớt muốn thịt rồi. Giờ cho mấy cục vàng ăn. Giờ bọc. Ôi ơi. Không sướng. Ở giờ. Quá lạ. Con gì bằng. Chưa từng thấy. Cái cây cài. Hình như bữa nay bữa được ăn ngon bữa. Bữa nay gái ăn ngon được bữa thì người mê khổ. Mê muốn. Thấy không? Ăn ngon được bữa thì mê khổ. Có gấp nhấp cá vô ăn nó ngon. Em múc anh miếng này, bà đi ra thơm rồi có khỏi đi. Ừ. Ừ, ra nó đỏ. Ừ. Để đi. Ừ. Chuối. Chuối leo. Vô thơm người ký anh trộm thương. Thời giờ em chưa hết con cá nữa hả, cho gọi ánh sáng cho đường con đi không thương á. Ôi ôi nó đã nè em ơi, giòn lắm. Còn cái bằng nữa. Tới luôn, tới công chuyện luôn. Ôi rồi. Tới công chuyện cái gỏi cuốn nào luôn mà. Tới luôn. Cái này còn thiếu gì nữa không? Đủ không? Đủ đồ, đâu còn thiếu heo gác rồi nữa. Thiếu gì gá lá thua địch. Còn gì biết không? Húng lưỡi. Mà em ăn húng lưỡi không được. Ba mùi húng lưỡi như là bù xích địch vậy á. Chịu nổi. Linh ăn húng lưỡi không được. Ai mùi húng lưỡi là tưởng đâu bù xích nó địch không à. Thôi thích ăn thì không thích ăn.
Ngồi thích ăn, ngưỡng thích ăn. Người ta nói thơm, thơm. Ăn lên mùi đó là em sớm nổi. Còn như ăn mấy kiểu bữa hổm ăn cái gì? Rau thì thơm thơm, rau thì ngồi rí, ngồi gai không? Ngồi gì? Cần ô không? Lá tí tô. Không phải, cái thằng ô kìa, nó hổm nấu bánh mì ăn á. Rau cần. Rau cần hôi chịu không nổi á. Đó thằng, đập mùi đó rồi sao? Kỳ cục. Nè. Ngon. Ngon, hổm hôi chịu nổi. Đó bên chua Lâm Thái ăn cộng nè. Rau cần. Nhai nó đau quá, hậm cứng là mồ hôi nó khó chịu quá, nó mồ hôi khó chịu. Thơm cái luôn. Thơm nổi. Thơm gì mùi nào thơm được mùi đó, thơm không nổi à. Bởi vì con người ta nó thích cái mùi này, thích mùi kia đâu ai giống hết đâu. Chắc em ăn được nửa con. Không biết anh ăn được mấy con, lỗi, hết con hôm nay. Rau quá trời luôn. Cái này nè, nó hơi dài á, mình làm như thế nào? Khiên lại cho nó giòn ăn xương á, không? Cái xương sống của nó, người ta đem người ta chiên cho nó giòn thiệt giòn luôn, người ta ăn luôn á. Con cá này, con da còn cá này là không bỏ gì hết trơn á các bạn. Phải rồi, cá này bỏ gì? Này ha, ăn xong á. Ở dưới Ngọc Thí á, khách đi ăn á, ở dưới Ngọc Thí nha, ăn hết trơn cá rồi. Nên cái dành nè. Chi vậy? Mấy cái này nè, ăn hết luôn các bạn. Cái bạn biết sao, còn cái xương nữa đó, cái người ta kêu đứa nhân viên á, chị làm ơn chiên giùm em nguyên cái xương sống này, nó giòn thiệt giòn, đem ra anh tặng tiếp. Ta không bỏ gì luôn á. Cá này bỏ gì? Cá này đâu có bỏ gì đâu. Có ngon lắm. Tại mình ra đây mình chiên, đem ở đây cái nó mềm á, thấy không? Cái cá này nó ngon cực kỳ ngon. Mềm mà. Rồi. Ba. Ăn không? Không, ăn ăn đi, anh ăn rồi cuốn rồi. Cay mà nó ngon. Cay mà nó ngon. Có cay mới ngon chứ không cay thấy đâu ngon. Có xe vô chở gom. Xe chở gom à. Cái đầu ăn ngon. Cái đầu với ba xương chiên giòn nữa. Cái này nè, đem đi chiên cho vàng nữa. Cái này nè. Lát về chiên cho vàng nữa. Cái này cũng đã. Không phải. Các bạn biết không? Tính tính đem về đây nè. Chiên. Mà ngoài gió dữ lắm. Sợ gió. Chiên lâu. Chiên không biết tới hôm nào mấy con cá nó chín. Con ngải. Tự lên trong nhà. Chiên sẵn nhà, đem ra. Em ơi, cái đây nó cũng nguội à. Mà nhưng mà nó còn vẫn còn giòn. Ăn chưa đã không? Cái này về nhà chiên lại. Chiên lại ngon. Thấy không? Còn giòn khú luôn á. Hôm qua các bạn, đúng là công nhận camera luôn. Lên quay clip á, hôm qua ăn á, trời nắng á, Linh đeo nguyên khẩu trang, Linh quên gù lột ra, cũng chẳng
chẳng nhớ luôn. Về tới nhà mới nhớ. Về tới nhà quay ấy clip lên á. Dựng phim đó. Thôi ăn, ăn cái này nữa là nghỉ à. Rồi. Bữa nay ăn bữa như cho nó vừa vừa ăn mới ngon. Ăn nhị no quá cái ánh mắt ngon. Em ăn nửa con. Ừ. Vừa vừa ăn nó ngon. Chỗ ngon miệng ăn nhiều quá nó không có ngon. Cái gì cũng phải ít vừa vừa ăn ngon, nhiều quá cái ăn nhiều quá nó mắc quá ngon. Quá tải. Ừ. Hôm qua ăn mắm ngon. Ừ. Mà ăn quá quá cách. Không ăn gì uống cho nước vô á. Không, nói chung ra không có no mà tại vì đứa quất một chai nước. Nó nói hai xị nửa lít á các bạn. Thôi cũng quất một chai nữa nè. Xong rồi hả? Chứ hôm qua anh không có cúng. Ừ. Bị quở. Qua anh Linh ăn á, Linh quên cúng. Quá trời, quá trời ngon à, quên. Không cúng. Ăn trong nằm chà bài luôn. Ăn xong nước vô nằm luôn. Nói gì chứ mình đi đâu mình tin tưởng là được. Cái cọng dây á, mấy cọng dây cáp á, mấy cọng dây mà để người ta dành câu lên đi lên núi á. Cái đó mà sư gửi đứt cái sao trời. Dở gì thôi, kỹ sư người ta ra thiết kế đứt cái gì. Nó đâu lâu đi kiểm tra hết rồi. Thì một cọng dây cáp biết bao nhiêu tiền lương, bao nhiêu tấn trong đó chưa? Chứ dễ đứt lắm sao? Đúng đưa, không? Đưa xuống là bự lớn không? Ừ, cái đó đó. Đưa xuống đây nè. Ừ, cái đó bự hơn nữa. Bự hơn nữa. Sao thấy nhỏ xíu à? Thấy bự á, thấy nhỏ đâu. Thôi, đi núi á. Thà đi bộ lội lên tới đỉnh, xong rồi đi xuống. Chứ không bao giờ mà em đi cáp với đi xe ôm, không đi đâu. Vậy đi núi làm gì? Không, người ta lôi lúc mấy người già lớn tuổi rồi thì không nổi. Mấy người lớn tuổi thì đúng rồi, mấy người lớn tuổi thì mình phải cho đi xe ôm hoặc là xe đi cáp. Còn mình nhỏ mà à, em thấy nhỏ nó đi cáp không? Còn người làm biến lội á. Người làm biến cùng người á, chủ yếu ta không đi. Cái tâm của người ta. Thì lên là cúng người ta về thôi không? Dự đi thỉnh cúng mà thấy không đi lội núi. Còn người lội núi là muốn đi lội núi trả lội. Không, em đi núi là em phải lội. Còn nói mà đi cáp với đi xe không ra ôm nữa không đi đâu. Ở nhà. Chua. Nước mắm chua. Ăn thử với chua. Linh nghỉ cuốn rồi Linh ăn cá không? Không, ngon rồi, ngon rồi.